Mình chào cả nhà nha. Bữa nay mình sẽ tiếp tục cho bệnh viện con ăn ăn cả nhà. Đây là ốc nè, với thức ăn gà con nè. Nhưng mà bữa nay mình không có xe cục nữa, mình sẽ nhúng trực tiếp vô vậy luôn nha cả nhà. Nhúng ốc với cám vô vậy mình cho ăn. Mấy bữa nay trời mưa, với mình trời mưa mình không có đi bẻ chuột được. Cả nhà xem thông cảm với mình nha. Để vài bữa nữa bớt mưa đi rồi mình sẽ đi bẻ chuột lại cho cả nhà cùng xem nha. Bây giờ mình sẽ cho mình đi ăn cả nhà. Ốc mình sẽ nhúng với thức vậy nha. Bữa nay nó lớn rồi cả nhà. Bữa nay nó bự hơn hổm nhiều rồi đó nha. Với lại lòng nó da nó cứng hơn hổm nè. Lòng nó da muốn đầy đủ rồi. Sửa sạn có lông lông búp rồi cả nhà. Sửa sạn có lông mao rồi đó. Bữa nào bị bẹp nó ăn xong nó ăn vô là nó phải ị ra nghe cả nhà. Là mình phải dậy dục liền nha. Mình phải lấy phân ra nha, chứ không có để vậy được. Bèm bẹp hồi lúc mình mới bắt về trong tổ là nó có ve luôn cả nhà. Là mình về mình hổm giờ mình về mình giặt ra mình bắt ve hết rồi đó. Nhiều lắm nha. Mình bịp con lúc mình mới bắt cái trong ổ về là nó có ve luôn đó cả nhà thông cảm nha. Mình để mình bịp ở ngoài nắng cho nó tắm nắng á, không cho nó không có bị ký sinh trùng á cả nhà. Mình phơi nắng hơn chút xíu nha, nên cả nhà thông cảm nó hơi chá. Lúc mà mình mới bắt ở trong ổ về ve nhiều lắm nha, chứ không phải là không có ve đâu. Về mình giặt ra mình bắt hết rồi đó. Đây vài bữa nó nắng lên đi rồi cái mình sẽ đi bẫy chuột lại thôi cả nhà. Lúc này mưa với mình mưa đất nước nhem mà không có đi được. Cái nhà xem cái nhà thông cảm cho nha. Thức ăn là mình nhúng ốc mình nhúng như vậy luôn nha cả nhà. Bữa nay mình khỏi xe cục nữa, mình cho nó ăn. Tại lúc này nó cũng lớn rồi, bữa nay nó lanh điếu lắm mà nghe. Một con ăn 3 cục rồi được rồi cả nhà. Bíp 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 bíp. Bíp 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 bíp. Nó no rồi đó. Nó ăn chừng 2 cục hay 3 cục rồi nó no rồi nha. Quá trời mấy con cu nhà nó gái sùm nói chuyện không nghe luôn. Giờ mình cho uống nước nữa, mình đem nó lên cả nhà. Để ở đây không được, để ở đây mèo chó dữ lắm. Mình chăm sóc và dạy nó từ nhỏ vậy nó rất khôn rồi cả nhà. Nữa mình thả ra nó đi vòng vòng ở nhà như gà luôn á. Cả nhà xem nhớ ủng hộ cho mình nha. Để đón xem những clip mới của em đó nha. Đó, bữa nay nó lớn nó lành rồi thấy không? Ừ.
dáng ăn đi, đặng mau lớn, đặng đi quay clip cho cả nhà xem. Lúc trước mình có nuôi con mì bẹp lớn rồi cả nhà, nhưng mà mình nuôi mình không có đi đánh, mình thả nó rồi. Cái con đó mình bắt dừng nên nó không có nuôi như bìm bịp con được nha. Thả ra nó đi á, nên mình nhốt không à. Giờ mình thả đi rồi. Tại lúc đó mình không có phát hiện ra bìm bịp con. Mình đem nó vô cả nhà. Nó no rồi đó. Và cả nhà xem thấy hay thì có quan tâm tới em nó thì ủng hộ cho em nó nha, để đón xem những video mới về em nó. Mình xin cảm ơn cả nhà nhiều, mình chào cả nhà nha.